dạ vâng ạ xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo và tiếp tục thì ở trong buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng sẽ gửi đến cho cả nhà mình đó là các mẫu đồng hồ chính hãng của nhật và thụy sĩ à, đây sẽ đều là các phiên bản mà em đấu giá trực tiếp từng chiếc ở trên các trang nhật vì thế cho nên là sẽ có những cái mẫu mà còn nguyên zin chưa qua sử dụng và có những phiên bản thì cũng đã qua sử dụng rồi cái này thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn ở trong video cho cả nhà mình mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline của em đó là số 08 58 58 2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận nhé và À, hôm nay thì sẽ có rất là nhiều các phiên bản đẹp này độc lạ với phiên bản của Senhorse này, phiên bản của nó um, của của Nina Ricci rồi là phiên bản của Selco, Citizen và một vài thương hiệu khác nữa. Và không để mọi người đợi lâu thì em sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên. Với phiên bản đầu tiên thì uh, em sẽ gửi đến cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của Imperial Armani. Đây là một cái thương hiệu đến từ đất nước Ý và cũng là một cái thương hiệu mà được thị trường không chỉ ở Việt Nam mình đâu mà thị trường ở trên thế giới rất là ưa chuộng luôn ấy. Vì là cái thương hiệu Armani này thì người ta khẳng định cái vị thế của họ bằng cái chất lượng đấy người ta không hề bia quảng cáo gì cả đúng không ạ ví dụ như các cái thương hiệu của mỹ ví dụ như là west này hay là michael Kors này là người ta quảng cáo PR rất là nhiều ví dụ như mời các diễn viên này nổi tiếng đúng không ạ thế nhưng riêng của iborio armani thì gần như là họ dồn tất cả các chi phí đó để từ những là nhân công này cho đến là các nguyên vật liệu này những những cái gì phải phải là tốt nhất đấy để họ họ khẳng định gọi là cái chất lượng của họ trên thị trường Uh, đối với các cái mẫu của Imperial Armani ấy thì bởi vì do là người sáng lập ra thương hiệu Armani là một nhà thiết kế á. vì thế cho nên là riêng về mẫu mã thì rất là đẹp và hot trend đúng không ạ một cái thương hiệu đến từ kinh đô thời trang thế giới à, và cái chất lượng của nó thì được khẳng định đúng không ạ từ những cái mẫu pin cho đến các cái mẫu cơ thì đối với cái mẫu này thì nó sẽ là một mẫu pin và với cái form ấy mọi người thấy không ạ nó sẽ là một cái form nó giống như hình chữ H này rất là đẹp đấy phong vuông và phía bên trong này sẽ có logo biểu tượng của Emporio Armani này cánh chim con ó này đúng không ạ và rồi là cọc số sẽ là cọc số la mã cái vị trí kim dây sẽ nằm ở vị trí góc 6 giờ. Đây là toàn bộ phần viền vỏ, cạnh sườn cũng sẽ được khắc tên logo tên thương hiệu nhé. Núm này, mặt trước này, mặt sau, mã chết của nó sẽ là AR0180. Uh, size mặt ngang ở phiên bản này sẽ là size 37.7 và càng của nó sẽ là 44.8. Đấy, dây da đẹp, dày dặn này Đúng không ạ? Từ dây chốt khóa của nó sẽ là còn nguyên zin Và mẫu này thì em cũng đang để luôn cho cả nhà mình Đó là 1 triệu 650 nghìn 1 triệu 650 nghìn Và bản này sẽ ở mã hàng đầu tiên Đó là ở mã 291 à, Tiếp theo di chuyển sang ở mã 292 Phiên bản 292 thì à, em sẽ lên cho cả nhà mình Đó là ở một cái à, Phiên bản đó chính là phiên bản của Lorut nhé Đó bằng cái thương hiệu Lorut này Thì nó cũng là thương hiệu con của Siêu Cô đấy ạ Uh, bởi vì là trong cái thương hiệu của Selco ấy mà phân phối ra thị trường của của Tây Âu ấy, thị trường châu Âu ấy thì bao gồm có Rorut là một với cả Pusa là hai. Đấy thì đó là hai cái thương hiệu mà họ được thành lập và sẽ được phân phối chủ yếu sang ở thị trường của Tây Âu là chủ yếu ấy ạ. Uh, đây sẽ là một cái mẫu Rorut mà em có đấu về cho cả nhà mình là mới nguyên zin này, full hộp này, cũng lâu lắm rồi em mới đấu được về ở mẫu này. Thì với cái phiên bản này là một cái phiên bản mà em đấu về là còn mới nguyên zin chưa qua sử dụng nhá. Bản này thì gần như là phù hợp cho mọi loại cổ tay luôn Đấy mọi người nhìn màu mặt này, rất là đẹp đúng không ạ? 6 kim và chạy chức năng grab tức là chức năng bấm giờ thể thao. À, màu mặt thì nó sẽ có màu mặt xanh, màu xanh nhá, xanh này. Đấy, xanh xanh đậm đậm ở phía bên trong đúng không ạ? Thế còn ở phía bên ngoài này thì nó sẽ là một cái màu rất là sáng, rất là đẹp. Đây thì em sẽ cho cả nhà mình cùng xem để em lau qua về cái phần mặt kính này. Đó, đây, mẫu này thì mới nguyên zin cho các sử dụng nha à, Mặt bên trong này, nó có một cái đường kẻ từ trên xuống đúng không ạ? Kẻ từ trên xuống này, trải vân này Màu xanh của nó sẽ làm xanh nhạt hơn ý Nên là nhìn trông nó sẽ sáng, nó sẽ nổi bật hơn Một lịch ở vị trí góc 4 giữa 5 giờ Và toàn bộ nhé, ở mẫu này thì nó sẽ có kim giờ và kim phút Thì sẽ có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém Đó, toàn bộ phần viền, vỏ thì đều được làm bằng chất thép khuôn dì 316 Đúng không ạ? Sáng bóng này, phay xước kết hợp với nhau Đặc biệt là đối với mẫu này sẽ sử dụng một cái bộ dây Dây này thì sẽ là dây lụa nhé mọi người nhé Dây lụa ấy. nhưng mà các cái mắt này này Đấy, nó đều được làm bằng chất thép và nó sẽ đa tết đa tết vào với nhau rất là dày Đấy, đúng không? Rất là chắc chắn luôn ý Nên là khi mà mọi người đeo tay rất là thuận tiện Và cái này thì mọi người chỉ việc đó là đây bởi vì là nó còn nó còn nguyên cái cái chốt ở đây này nó còn cái giấy ở đây thì thôi em không bóc ra nữa nhá thì uh, mọi người chỉ việc đẩy cái chốt này lên đấy đúng không ạ đẩy cái chốt này lên Đấy sau đó là mọi người sẽ có phần mắt trôi phía bên trong mình di chuyển theo đúng cái size tay của mình thôi. Thế là mình cứ thế là mình lên tay. Còn đằng sau đấy đây thì sẽ có các phần thông số đó là độ chống nước là 13. Stainless steel thép không gì, đúng không ạ? Sử dụng máy của nó sẽ là máy Nhật và cái module của nó sẽ là VD 57. Đấy thì nó sẽ trùng với cả cái 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 sổ của nó ở phía bên trong này. Đó. Đây là Rorut, đúng không ạ? Logo biểu tượng của Selco đối với mẫu rút này thì sẽ có size mặt đó là size 41.8 và càng của nó sẽ là 46.4 Bạn này thì gần như là anh nam nào cũng đeo được hết đây như cổ tay của em là 16.5 nhá em đeo ok tay 17 vẫn đeo được 17.5 đeo được 18 vẫn đeo ok bởi vì là cái mẫu này thì cái dây nó rất là dài dây dài thoải mái đấy và mọi người thấy không cái dây của nó sẽ là dây ẩn ở phía bên trong Đấy, dây ở phía bên trong Nên là rất là thuận tiện ý Chứ nó cũng không, không cần phải là gài thêm cái đai đỉa làm gì cả Đúng không ạ? Rất là thuận tiện Thì đối với mẫu này thì uh, em uh, Về là mới nguyên zin phun hộp rồi thầy đầy đủ Nên là cái này mọi người có thể mang đi tặng cũng sẽ rất là ok Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình Đó là 2 triệu 550 nghìn là vâng, 2 triệu 550 nghìn Và mẫu này sẽ ở mã 292 2550, mã 292 Tiếp theo di chuyển sang ở mã 293 phiên bản 293 thì tiếp tục em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của Citizen đấy nhá mọi người nhá mẫu Citizen này thì đây là một cái phiên bản phải nói thật sự cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ, lấy ý tưởng từ đó chính là một cái bộ truyện tranh đó là bộ truyện tranh manga của Nhật Bản đấy đó, và với cái bộ truyện tranh này thì sẽ là một cái um, biểu tượng cho của cái nhân vật đó là nhân vật Naruto đấy nhá, mẫu này là phiên bản Limited Edition, phiên bản giới hạn đây cái 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 này thì nó còn có cả một cái quyển sổ của Citizen nữa thì khi gửi hàng cho cả nhà mình thì em sẽ gửi gửi đầy đủ nhá. Có uh, sổ của nó đầy đủ luôn ở phía bên trong. Đó, đây. Và mọi người thấy không? Đây là một cái mẫu dây silicon Citizen eco Đó, sử dụng pin năng lượng mặt trời. Và nếu như mà mọi người mà đam mê về các cái bộ truyện tranh của 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 Uh, manga Nhật Bản đấy đúng không ạ? Bộ truyện tranh của Naruto ấy thì em nghĩ chắc chắn là mọi người sẽ biết đến cái logo biểu tượng này. Bởi vì ở trong cái, cái cái nhân vật Naruto là có đeo một cái băng cái băng cái băng ở trên 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 đầu ấy, đúng không ạ? Là có cái logo biểu tượng này luôn. Đấy, còn đây là cái hình kiểu dạng như là cái cái sức mạnh biểu tượng cho sức mạnh ấy. Uh, với phiên bản này thì uh, trong bộ sưu tập này này nó sẽ có đó là màu uh, nó có bốn màu. Nó có màu cam này, màu xanh này, màu gì nữa nhỉ? Uh... Tự nhiên, tự nhiên em quên mất rồi nhưng mà mẫu này là em đấu được về đó là màu xanh nhưng không mà ạ màu xanh đấy xanh của nó chính là kiểu dạng như là xanh quân đội ấy. lịch nhá ở vị trí góc 3 giờ này đấy và nó có kim 24 mươi giờ một ngày này nó chạy trên chuyên đồ grab tức là chiếc năm bấm giờ thể thao đây sẽ là một cái mẫu pin kim trôi đấy mọi người thấy là kim của nó trôi 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 này đó đúng không ạ rất là đẹp luôn à với thiết kế ở mẫu này là dòng eco drive tức là sử dụng pin năng lượng mặt trời thì nó sẽ có một cái tuổi thọ pin của nó rất là lâu. Ví dụ như là mọi người tầm 5 đến 6 ngày, 5 5 đến 7 ngày thì các chị có thể mang đi phơi nắng chiếu đèn tầm khoảng 3 đến 4 tiếng ấy ạ thì cái 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 pin của nó nó sẽ được sạc thêm năng lượng vào thì cái tuổi thọ pin nó sẽ lâu hơn, bộ pin nó khỏe hơn. À, sai mặt là 45.2 nhé và cái càng của nó này nó chính là 49.5. Đó, mặt đồng hồ rất là đẹp đúng không ạ? Mang một phong cách thể thao và nhìn trông nó rất là nam tính luôn. Đây là phần viền cạnh này. Đấy, thì trên này, này nó giống như bằng đá ceramic này. Cạnh này thì nó sẽ làm theo kiểu dạng như là phay xước. Mặt trước nhé, và đây là mặt sau. Đấy chứ, Đây là đội chống nước này. Đây, đằng sau nó sẽ ghi đó chính là Naruto đấy. Nhưng mà ở đây đây, những cái này mọi người phải bóc một cái tem này ra. Thì nó sẽ có ghi đó là Naruto ở đằng sau đấy ạ đấy nằm trong bộ siêu tộc của Naruto uh, sử dụng máy của nó sẽ là máy nhật module của nó sẽ là module B612 stainless steel đúng không ạ Thép không gì độ chốn nước là 13 tức là mọi người sử dụng rửa tay đi mưa uh, China tức là vỏ của nó sẽ được sản xuất tại nhà máy của Citizen và được đặt tại ở bên trung và đây là một cái mẫu mà nằm trong gọi là uh, phiên bản limited edition phiên bản giới hạn dây nhá rất là đẹp đúng không ạ dây silicone màu đẹp lắm màu xanh này Đấy, màu xanh của nó sẽ là màu hơi hơi xanh xanh dương nhưng mà xanh đen ấy thì kể uh, cả khi mọi người uốn như thế này đấy thì độ đàn hồi của nó rất là tốt nó không kiểu dạng như là nó bị gãy gặp gì cả đấy nó vẫn bung trở lại như bình thường và nó không bị mùi giống như dây da với hai nữa là rất là dễ dàng vệ sinh nhá nói chung là thuận tiện ở trong các công việc của mình đúng không ạ dây trúc hóa nguyên zin và bản này mới lắm gần như là chưa đeo luôn ấy đây mọi người thấy như cổ tay của em này là tay 16.5 đấy mọi người thấy nó ôm tay không? rất là ôm tay em uh, sẽ cho cả nhà mình cùng xem nhá nếu mà ai mà yêu thích về bộ truyện tranh Naruto là là em nghĩ là mọi người sẽ 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 rất là thích với phiên bản này luôn ấy. Mọi người check này thì đây. Em sẽ luôn cho cả nhà mình nhé Thì uh, mọi người thì có thể chụp lại này, đây là Naruto đúng không ạ? Và Kakashi. Đây là mẫu limited model này. Đó thì ở trong cái bộ sưu tập của mẫu này thì đây này nó bao gồm có bốn màu. Đó là màu trắng này, màu đen, màu cam này, màu xanh này với cả một cái màu xanh kia nữa. Nhưng mà em thấy là là cái màu này là màu đẹp nhất không phải bởi vì là do em đấu được về cái mẫu này là 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 là, là em khen nó là đẹp đâu nhưng mà như mọi người có thể thấy cái cảm quan ban đầu đúng không ạ là các anh chị thấy là đối với màu xanh này là màu đẹp nhất luôn ạ tất nhiên là mỗi người sẽ có một sở thích riêng nhưng mà nói chung là đấu được về cái mẫu limited này là rất là ok rồi à, và mọi người thấy là giá này đang bán đó là 35.200 yên <laughs> Đây là trên trang của Nhật nhé mọi người nhé 35.200 yên tức là tương đương với khoảng 6 đến 7 triệu Và kể cả có sale đi cho nữa thì nó cũng phải rơi tầm khoảng cũng, cái, cái này thì nó rơi nó, nó, nó rơi tầm hơn 7 triệu một chút xíu rồi Đấy còn 33.440 yên thì nó cũng sẽ tương đương với khoảng từ 6 đến 7 triệu gì đó Đấy đây là một cái một trong gọi là bộ sưu tập của cái mẫu limited edition đúng không ạ phiên bản của dòng Naruto Đó đây nhá, viền này, vỏ đấy các anh chị có thể quan sát lại này, dây này cái này thì ở ngoài nó có đẹp lắm đẹp hơn ở trên video rất nhiều luôn vì tất cả sản phẩm thì mọi người sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi là mình thanh toán nhé đây cái logo biểu tượng bên trong này này giống như là của Naruto luôn ấy thì mẫu này thì em cũng để luôn cho cả nhà mình ở phiên bản này đó chính là 2 triệu 950 nghìn giờ bằng 2 triệu 950 nghìn nhá và mẫu này sẽ ở mã 293 mẫu này thì em có về là full hộp đấy ạ nó có giấy tờ của nó đấy nó có giấy tờ thế nhưng mà em để cái, cái 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 sổ của Citizen ở phía bên ngoài rồi thì uh, khi gửi hàng thì em sẽ gửi đầy đủ cái sổ của Citizen cho cả nhà mình đó là mẫu 293 tiếp theo sang ở mẫu 294 thì uh, phiên bản 294 thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là cái uh, mẫu của Seiko nhá Đó vâng đây là mẫu của Seiko uh, đối với bản Seiko này thì uh, em uh, gửi đến cho cả nhà mình ở mẫu này sẽ là một cái phiên bản mà còn mới nguyên zin full hộp Đấy, nó sẽ có quyển sổ của cô của ở đây. Cái này là chưa qua sử dụng luôn ạ. Thế cho nên là mọi người về các anh chị có thể để đeo, để trưng bày hay là mọi người có thể là uh, mang tặng cũng sẽ rất là ok. Với bản Seiko đây là phiên bản của dòng Princess đúng không ạ? Một cái phiên bản cao cấp. Uh, Thiết kế của nó là có 3 kim và một cửa xoay lịch ở vị trí góc 3 giờ. Mẫu này thì uh, nó sẽ có đó là trợ có tay đi kèm nhé, Tức là vừa là cơ automatic này, vừa có trợ có tay đi kèm. Và cái màu mặt bên trong này nó chính là màu đen Dạ vâng, nó không phải là màu đen tuyền hẳn Nhưng bởi vì là ở bên trong mọi người thấy là nó sẽ có các cái đường vân Đúng không ạ? Nó sẽ có cái đường vân này Đấy Nó sẽ có cái đường vân theo kiểu dạng như là một cái cái đường vân hình lá đấy Đây này có các hình mũi tên, mũi tên, mũi tên ở phía bên trong ấy cái này mọi người khi mà mọi người nhận hàng bên ngoài các chị sẽ thấy rõ hơn. Cọc số là cọc số La Mã nhé, một lịch này. Đấy, dòng Preset Automatic, phiên bản Made in Japan, tức là phiên bản nội địa của Nhật. Tức là được sản xuất này, lắp ráp tất cả các chi tiết, tất cả các linh kiện ở đều tại Nhật hết. À, với um, bộ máy của nó sẽ có hiển thị ở đây. Đó là module của nó, đó chính là 4R35. Đó, module của nó. Thì đây là một cái phiên bản mà mới nguyên zin chưa qua sử dụng này, mặt đẹp nhá, sang trọng, thanh lịch. Cái này mọi người có thể đeo đi làm, đeo đi chơi đều ok hết. Và phải nói là nếu như mà mọi người có các cái công việc ví dụ như là mọi người mặc các cái áo sơ mi nếu mà ạ? Mình đeo đi làm, mình gặp các cái đối tác thì phải nói thật sự rất là uy tín luôn, bởi vì cái bản này là một cái phiên bản mà nó thể hiện cái sự sang trọng, lịch lãm cho người đàn ông. À, cái dây nhá thì vừa phai xước này, vừa sáng bóng này nó sẽ kết hợp với nhau. Chốt khóa của nó sẽ có nguyên zin. Đây mọi người thấy là đằng sau này này Đấy đằng sau nhá Đằng trước này thì nó sẽ không có logo Đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ có logo ở đằng sau đáy này Đấy cô Và đây mọi người quan sát là đằng sau đáy thì cũng sẽ có tất cả thông số Đó là bộ máy của nó chính là bộ máy 4R35 à, Phía bên trong này nó sẽ ghi đó chính là Saphir Crystal Sao nguyên khối ạ Một cái điểm cộng tuyệt đối cho phiên bản này Để nó giúp cho đồng hồ của mình chống trời chống xước Stainless steel đúng không ạ? Thép không dỉ à, Độ chống nước ở đây thì nó cũng sẽ là 10 ATM tức là một người sử dụng rửa tay đi mưa Bên trong bộ máy đây nó cũng sẽ ghi về cái chân kính của nó sẽ là 23 chân kính. Thì với một cái bộ máy 23 chân kính thì sẽ có tần số dao động của nó sẽ là 21.600 Thời gian tích góp của nó cũng lên đến 40 tiếng. Đó và đây mọi người thấy máy búa của nó nhé nó sẽ là một cái búa vàng. Đằng sau này nó còn nguyên cả siêu Đấy cái này các anh chị về mọi người sử dụng thì anh chị bóc siêu sau hoặc mọi người có thể để, để thì cũng sẽ rất là ok. Made in Japan. Đó phiên bản nội địa Nhật, dây, Đúng không? nguyên zin. À, thể tăng mát của nó đi kèm đầy đủ đó, đây các chị có thể thấy là tam mắc đầy đủ luôn. Thì uh, giá của nó này đang là 60.500 yên, tức là nó sẽ tương đương với khoảng 13 hơn 13 triệu. À, vâng, tương là tương đương với khoảng độ hơn 13 triệu. Ờ uh, size mặt ngang nhé, size mặt ngang của nó sẽ là size 41.4 ạ và càng này, càng của nó sẽ là 47.1. Đó, càng 47.1 và em phải nói thật sự với cả nhà mình rằng đây sẽ là một cái mẫu cực kỳ là đẹp. Cái này khi mà mọi người nhận hàng bên ngoài ấy, các chị nhìn thấy rõ được cái màu mặt ở phía bên trong này này. Mọi người thấy cái đường vân không ạ? Đó thì mọi người sẽ thấy là khi mà mọi người kết hợp với cả các cái set đồ thì lên tay thực sự nó cực kỳ là xuất sắc luôn. Nhưng do là khi mà, mà nhìn ở trên này ấy đúng không ạ? Thì gần như là nó bị bóng của cái ánh sáng bởi vì em đang đang quay trong phòng nên mọi người sẽ không nhìn thấy được đường vân, nhưng khi em để gần này này hoặc mọi người nhìn ở bên ngoài thì chị sẽ thấy rõ cái đường vân ở phía bên trong nó đẹp lắm thì cho nên mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước hoặc là mọi người có xem về các cái đường vân ở phía bên trong thì mọi người có thể là nhắn qua zalo cho em Đấy thì sau đó em sẽ quay chi tiết hơn để cho cả nhà mình có thể nhìn thấy rõ được cái cái, cái nét đường vân của nó nhất. ở bàn này là một cái phiên bản hàng cao cấp và mẫu này thì đang có giá hãng là hơn 60 000 yên tức là hơn 13 triệu đúng không ạ? Và đây là mẫu hàng chuẩn chính hãng. Em có đấu được ở trên các trang Nhật và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 7 triệu 500 000 7 triệu 500 000 và bàn này là full hộp nhá, giấy tờ đầy đủ và mã của nó sẽ là ở mã 294. Đó, ở mã 294. Tiếp theo sang ở mã 295. Mẫu này là 7 triệu rưỡi mã 294. Đó, tiếp theo sang của mã 295 thì 295 thì em sẽ lên cho cả nhà mình. Đó là một cái mẫu của thương hiệu của Pháp. Đây, một cái mẫu thương hiệu của Pháp. Cái bản thương hiệu của Pháp này thì cái mẫu này này là em có về là full hộp đấy. Cái hộp của nó khá là nặng bởi vì cái hộp của này của nó là hộp gỗ. Em phải nói thật sự là hộp của nó cứ rất là nặng luôn nhá. Rất là nặng. Nguyên là phía bên dưới này nó à không 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 để cái gì. Nó không để cái gì ở bên dưới cả. Đấy nó chỉ có con như vậy thôi. Đấy và nó ở trên của nó sẽ được bọc da đấy. Cái cái này này thì cái mẫu này thì phải nói thật sự với cả nhà mình là mẫu rất là mới. Ui thì chết rồi. Đấy nhưng mà cái gối này này. Ui. Cái gối này, cái gối này là cái da cái da này của nó là nó bị bong hết rồi, nó bị bở mất rồi nên là nó đang bám dính vào cái dây này cái này thì lau đi là nó sẽ sạch thôi cái này là em phải, phải, phải cho nó cái cái gối khác vào không có là nó bám hết vào đây đấy mọi người thấy không cái mẫu này gần như chưa qua sử dụng luôn ấy nhưng mà do là cái 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 gối ấy kìa thì nó bị màu như vậy ý. đây cái này thì mai em sẽ lau vệ sinh lại cho cả nhà mình nhé chứ nó không phải bị bong của da đâu cái này là từ cái gối đấy nó dính vào đây này đấy, từ cái gối nó cũng dính vào như thế nào Đấy, bóc đi là nó sẽ hết ạ. À. Được chưa? Thì cái này trước khi gửi hàng cho cả nhà mình thì em sẽ lau vệ sinh lại cho cả nhà mình nhé. Nên mọi người hoàn toàn yên tâm. À, với bản, uh, phiên bản này là phiên bản thương hiệu của Pháp. bằng thương hiệu của Pháp. Mẫu này thì mới lắm. Mẫu tội là dính cái kia và nhìn cho nó lem nhem cả cái đồng hồ ra. Đấy. Đây, mọi người thấy không ạ? Đây, thương hiệu của Pháp này. Và nó sử dụng đó là máy của Thụy Sĩ nhé mọi người nhé và nó sẽ sử dụng máy của thụy sĩ ở mẫu này là chạy trên đô của Grab và cũng chạy đó chính là chiếc năm bấm giờ thể thao đấy thì mọi người thấy là ở lòng giữa này này nó có một cái mặt hình tròn đúng không ạ đó sau đó là ở đây là ba cái mặt đồng hồ phía bên trong thì ba mặt đồng hồ phía bên trong này thì nó sẽ giao với cả mặt hình tròn và nó đặt được cái 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 cái, cái kim của nó sẽ ở các cái điểm này đó đúng không ạ đấy thì mọi người thấy là nó có cái sự gắn kết liên kết với nhau cọc số học trò nhá bên trong này nó trải đều các đường vân một lịch ở vị trí góc 6 giờ Đấy, đây này nó chảy vân này, chảy phía cạnh này, sườn này. Đúng không ạ? Phay xước này, sáng bóng này kết hợp với nhau. Dây này chốt khóa thì như em đã có chia sẻ rồi, đó là dây của nó không bị làm sao hết nha. Ta vâng, dây của nó còn mới nguyên di luôn, không bị làm sao hết. Đấy. À, nhưng mà cái cái, cái 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 phía trên này này là nó bám nó bám cái cái phần gối thì cái này thì đây này. Đấy. Thì cái này thì em sẽ lau vệ sinh sạch sẽ lại cho cả nhà mình nhá. Có khi là em sẽ gửi và đóng vào một cái đóng vào một cái hộp của bên nhà em ấy thì để cho nó đỡ bám vào cái gối kia. Hoặc nếu không thì em sẽ phải đổi một cái gối khác vào để cho nó đỡ bám bởi vì khi mà em đã vệ sinh sạch sẽ rồi ý, đúng không ạ? Mà mà lại còn cho vào cái kia nữa thì khi đến nơi thì mọi người lại sẽ lại phải vệ sinh lại. Đấy thì em sẽ 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 đổi một cái gối khác vào cho cả nhà mình nhá. Đấy, đây, dây này, chốt khóa bấm này, đúng không ạ? Thông minh và rất là tiện lợi luôn. Mặt đằng trước nhá, mặt đằng sau này có mát chất của nó đi kèm sử dụng máy của nó sẽ là máy của thụy sĩ nha mọi người nha phải nói là bạn này cực kỳ là đẹp luôn ý nhưng mà tiếc mỗi là tự nhiên lên hình là nó có cái hình có cái như thế này thì nhìn cho nó xấu ở cái đồng hồ ra nhưng mà mọi người cứ yên tâm là khi mà các anh chị mọi người nhận hàng thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ lại cho cả nhà mình từ phần dây viền vỏ của nó ở size 33.8 nhé và càng của nó này càng của nó sẽ là 40 Đúng không? Càng của nó sẽ là 40, máy của nó sẽ là máy của Thụy Sĩ. Cái này mọi người đeo tay này, rất là đẹp, ôm tay, đúng không ạ? Thép của nó bắt sáng cực kỳ là tốt. Thì với phiên bản này thì em đang để cho cả nhà mình ra là 2 triệu 6 nhé, 2 triệu 600 nghìn. Và mẫu này là full hộp và giá à, mã của bản này sẽ là ở mã 295. Đấy, mã 295. Thôi em để ra ngoài này, không có lại, nó lại bám vào. Tiếp theo sang ở mã 296 ạ thì 296 thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái bản đó là bản của bản của Timex nha. Đây. Vì là hôm nay em không mở cái nắp ra được bởi vì cái nắp của nó khá là cao. Đối với thương hiệu Timex này nó cũng là một cái thương hiệu đến từ Nhật đúng không ạ? Và đây các chị thấy này, đây là cái thương hiệu được thành lập nói chung là cách đây khoảng độ 40 năm rồi. Đấy, đây nhá, từ năm 1979 đúng không ạ? Và nó sẽ có các cái gần như là người ta giới thiệu cả một cái lịch sử hình thành của Timex nó sẽ ở đây. Mặc dù em không biết tiếng Anh nhưng mà em cũng đoán đoán như vậy à, Còn phía bên dưới này Thì sẽ có giấy tờ đầy đủ Đấy mọi người đúng không ạ? Đấy sẽ có giấy tờ đầy đủ ở phía bên dưới này nhá Tất cả các giấy tờ sổ thẻ của nó sẽ có ở phía bên dưới luôn Mẫu này là mới nguyên dinh luôn ý Và chưa qua sử dụng luôn Đấy mới nguyên dinh chưa qua sử dụng Đây mọi người thấy này Tăng mát đầy đủ Ờ, à, bàn này thì nó có một cái thiết kế đó là niềng xoay núm này nó còn nguyên cả cái căn nhựa đây nhá các chị rút căn nhựa này ra này tức là mẫu này là, là chưa kích hoạt pin nên là cái tuổi thọ pin của nó sẽ được rất là lâu đúng không các anh chị rút cái căn nhựa này ra sau đó mình đóng núm này và nó sẽ chạy ok thì khi mà một người test hoặc là các chị một người nhận hàng các anh chị cứ rút núm ra đó nó có lịch này đúng không một lịch thứ và một lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ thiết kế niềng của nó sẽ giống như một cái niềng của niềng pepsi ấy ở phía bên trong thì mặt đồng hồ này nó có bộ kim cọc số này nó có dạ quan rất là sáng ở trong những cái sáng kém nhá đây là toàn bộ phần viền này mặt trước này mặt sau mô mình japan Đúng không ạ? Đây thì nó sẽ có đây đó là old stainless steel theo công gì độ chống nước là 50 m nhé Tức là mọi người sử dụng rửa tay đi mưa, đây là dây. Dây thì nó cũng thiết kế theo kiểu dạng dây lụa ấy. Đấy, chốt khóa này. Đó, tác mát này, đầy đủ luôn. Mẫu này có size mặt đó là size 38 và càng của nó sẽ là 44.7cm đó, mặt đẹp, thép trắng này Cái này thì dành cho anh nam tay vừa và nhỏ Hơi to một chút xíu có thể là đeo được Nói chung là mẫu này thì kể cả mọi người mang đi tặng cũng được Rất là dễ đeo Đó, và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình Đó chính là hai uh, 2 triệu mốt Được vâng, 2 triệu 100 nghìn nhá Và này là mới nguyên di luôn Full hộp, giấy tờ số thẻ đầy đủ Và mẫu mã này của nó sẽ là ở mã 296 2 triệu mốt mã 296 Tiếp theo sang ở mã 297 Thì uh, em lên nốt luôn cái hộp này luôn cho cả nhà mình luôn nhá 297 thì đây là bài của Kugu Cái thương hiệu Kugu thì mọi người cũng đều biết Nó là thương hiệu điện tự đất nước Ý Đúng không ạ? Và mẫu này thì đúng thực sự ra là Cái, cái em nghĩ là nếu mà cái hộp của nó ấy, thì nó sẽ phải là một cái 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 hộp kiểu dạng như là cái 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 hộp đứng như thế này cơ chứ nó không phải là một cái hộp nằm ngang bởi vì là cái bản này là một cái bản kiểu dạng như là nó phải có cái cái đế ở đây nhưng mà khi mà đấu về ấy, thì về người ta lại gửi vào trong một cái hộp ngang như thế này nói chung là vẫn là hộp nguyên zin của Kugu thôi đó đây là một cái phiên bản Kogu Italy này Đây là bản mà nó có thiết kế màu mặt của nó sẽ là màu nâu cà phê Và nó cũng chạy full 6 kim Nó cũng chạy trên logo Grab Cọc số học trò Đấy và nó có một lịch ở vị trí góc 3 giờ Đây logo biểu tượng của Kogu nhá Em cho cả nhà mình cùng xem Đó là về phần dạ quang Thì nó có dạ quang ở phần kim giờ này Kim phút này Đúng không ạ Và phía bên dưới này Đấy thì khi mà em bấm À đây, cái cái này nó không phải là mình bấm tay này đâu Mà mình sẽ sử dụng đó là một cái 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 cái, gì nhỉ cái quay chọc sim nhỏ nhỏ ấy các chị bấm vào đây này đấy thì nó sẽ kích hoạt cái chức năng chronograph của grab và nó sẽ chạy đây là tính 1 phần mười của dây kim này nó chạy được một giây thì kim dây này sẽ như một khốc này đúng không thì kim dây này sẽ chạy và thời gian đo tốc độ tối đa nó sẽ hiển thị ở vị trí góc 9 giờ đấy mặt đồng hồ nhá rất là đẹp luôn viền này phay xước này núm này dây này chốt khóa này Tác mát này đầy đủ luôn đấy Ta mắc giá hãng của nó này đang là 38.000 yên Tức là nó sẽ tương đương với hơn 7 triệu Đúng bạn Tương đương với hơn 7 triệu Đây là mặt trước và đây là mặt sau Đấy, tất cả thông số của nó đi kèm Cô cụ Italy Mẫu này thì được cái là thép trắng nhá Nó lại làm dây, nó giống như là cái dây Người ta gọi là dây gì à? Ờ, dây xương cá này Đúng không ạ? Mặt đồng hồ đẹp này, lạ Bà này size 42 Và càng của nó sẽ là 46.8 Dành cho anh nam tay vừa và hơi to chút nhá đó, thép trắng Cái này mọi người nhìn ở ngoài, ấy, mặt nó đẹp lắm ấy. Và mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình Đó là 1 triệu 950 000 Dạ vâng, 1950 Và nó có về hộp đầy đủ như này nhé Nó còn có cả một cái vỏ bọc hộp bên ngoài này này Đấy, đây là cái hộp vỏ bên ngoài Đó, 1 triệu 950 Bạn này sẽ ở mã 297 nhé Tiếp theo sang ở mã 298 ạ 298 thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái mẫu cơ Đây là mẫu cơ của Zipring Cái thương hiệu này là một cái chi nhánh con của Seoco Đấy, chi nhánh con của Seiko Thì ở đây là phiên bản của Zipring Sổ của nó đầy đủ này Đấy, nó có có cả một cái thẻ của nó đi kèm như thế này Đây, Seiko Instrument này Đây mọi người nhé Đó Cái bản này thì nó có một cái form của nó sẽ là form to Và dành đến là cho anh nam tay vừa, vừa hơi to một chút Mẫu này thì niềng của nó là niềng cố định vâng, niềng cố định này, nó có hai lịch nhé, một lịch thứ và một lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ. Cái niềng cái niềng xoay ấy, cái niềng ngoài này là niềng cố định còn niềng ở bên trong này của nó sẽ là niềng xoay trong. Đấy, đây tức là nó có thể là xoay đảo được hai chiều này. Đấy chưa? Đấy, có niềng xoay trong. Bên trong mặt đồng hồ này nó sẽ là một hình bản đồ của thế giới này, automatic nhá, world time này có cả giờ thế giới này. Ờ, rồi là water resistant đội chống nước của nó sẽ là 10 ATM nhá. Đấy, đây là các cái giờ thế giới Ví dụ như các múi dầu Moscow này, Bangkok, Tokyo này Đấy, hay là ví dụ như là Honolulu này à, Rồi là cái núm này Núm chỉnh giờ chỉnh lịch thì sẽ nằm ở vị trí Đó là vị trí góc 4 giờ Đây là mẫu cơ tự động Đấy, thì mọi người thấy không ạ? Đang chạy này, đang hoạt động rất là trơn tru Mặt bản đồ thế giới luôn Đó, và bên trong này Thì bộ kim cọc số cũng sẽ có dạng quang sáng ở Cho để cái sáng kém nhé Dây này, chốt khóa nguyên di này đây, Zeespring.com này, đây là của Seiko đấy. Đúng không ạ? Một chi nhánh con của Seiko. Đằng sau đáy của nó sẽ có lụa cơ. Thì mọi người lưu ý giúp em này, đó là cái này này. Là vâng, mọi người nhìn thấy đúng không ạ? Nó có vết vết đây, nó không phải bị bẩn. Nó cũng không phải siêu mà nó là hình bản đồ của thế giới ạ. Đấy, nó là hình bản đồ của thế giới. Bộ máy bên trong đây nó sẽ có đó là 21 jewel, 21 chân kính, Y676B, Y676B, Japan, sử dụng máy của Nhật. Đó. Thì với bộ máy này thì nó sẽ có cái tần số dao động là 21.600 và thời gian tích của nó sẽ lên đến nó là 38 tiếng size 41.5. Và càng của mẫu này sẽ là 48.4 Mẫu này thì dây thép đúc nhá dạ vâng đẹp này mặt Được cái là mặt đồng hồ của nó sẽ là Cái mặt mặt theo kiểu dạng hình mặt đồ thế giới đó, đẹp Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở phía bàn này Đó chính là 2 triệu 950 Là bằng 2 triệu 950 nghìn Và mẫu này sẽ ở mã 298 nhé 2 triệu 950 nghìn mã 298 Tiếp theo di chuyển sang ở mã 299 ạ 299 thì em lên cho cả nhà mình Đó là bản của Nina Rishi Cái mẫu Nina Rishi này thì là một cái phiên bản mà size nhỏ thôi Cái này thì chị nó nữ tay to Hoặc là anh nam tay nhỏ là mọi người đeo được nhá đó đây là thiên hiệu của pháp đúng không ạ và em có về là phun hộp thì tất nhiên với mẫu này thì cũng đã qua sử dụng rồi thế nhưng mà được cái là nó mỏng và nó rất là đẹp đây sẽ, đấy sử dụng máy của nó sẽ là máy nhật mặt kính này chưa hề có một vết xước sát gì cả mẫu này hai kim đây là dây đúng không ạ chốt khóa thì tất nhiên là dây thì nó cũng sẽ có một vài các cái mắt thế kiểu dạng như là người ta làm nó bị bị ấy mỏng đi một chút xíu thôi còn đâu là các cái mắt này của nó thì nó vẫn còn nguyên màu Đấy, vẫn còn nguyên Thì cái này mình có thể là đổi các mắt sang Đổi mắt xuống phía cuối cũng được Hoặc mình cắt bớt dây đi là ok Đấy, đằng sau đấy đây Thì nó cũng sẽ có các cái thông số của nó đi kèm Đúng không ạ? Japan Đấy, rồi là base uh, Ở đây là thép, đúng không ạ? Và ở đây là Ninarishi Có mã số đi kèm nhá Mẫu này uh, thì sẽ có sai mặt Đó chính là size 31.8 tám uh, Càng của nó này Càng của nó thì nó sẽ là 38 này Và độ mỏng của nó là 5.0 Bàn này rất mỏng luôn Rất mỏng Đấy, như cổ tay của em là 16.5 Đấy là nếu mà chị là một nữ tay to 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 một chút xíu là mọi người sẽ đeo lên ok nhá Đó, Đối với mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này Đó chính là 1 triệu 7 Đó là 1 triệu 700 nghìn Đó, Nina Rishi Bàn này sẽ ở mã 299 ạ, Mã 299 Tiếp theo sang mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay Thì uh, em còn một mã hàng sản phẩm nữa Đó chính là mẫu của IC Đó, đây, niềng xoay núm này Và đáy của nó sẽ là đáy vặn Đấy, nó có cả tem chính hãng của ai Watt luôn nhé mọi người nha Tem chính hãng của IC Đấy, đây, tem đổi màu Đấy chưa? Và nó có cả trang web của IC Thì với bản này thì nó có có tất cả thông số ở đằng sau của cái cái, cái phần tem này Dựa về độ chống nước này. Đấy thì độ chống nước của mẫu này thì thường ở đây, ở đây là 10 ATM. Nên là mọi người vẫn có thể sử dụng rửa tay đi mưa. Mặt bên trong thì nó sẽ có một cái màu đó là nó giống như là một cái màu xám, màu xám khói hoặc là màu hơi hơi nâu cà phê một chút xíu. Nhưng mà ở đây là nó chia ra làm hai cái lòng màu luôn nhé chứ nó không phải là giống như mẫu khác là cái lòng màu bên trong này là màu sáng xong ngoài là màu đen mà ở đây nó chia ra làm hai hai cái lòng màu riêng luôn ví dụ phía bên trên này của nó sẽ là màu đen phía bên trên này của nó thì nó sẽ là màu sáng hơn nếu không ạ? nó giống như cái màu khói ánh lên ấy, trông rất là đẹp Niềng xoay này, dây thép này, vừa phay xước vừa sáng bóng kết hợp với nhau Chốt khoáng nguyên zin Ở bàn này thì đeo lên tay đẹp lắm Cái này có thể là kiểu như là kết hợp các cái áo phông ý Đó, size 39.8 ạ Và càng càng sẽ là 46.6 đó, dây thép, viền vỏ đẹp, mặt đồng hồ đẹp. Nói chung là ở bàn này mặt đồng hồ cực kỳ đẹp luôn ấy. Vì nó làm theo kiểu dạng khói khói. Đấy, có dạ quang ở trong điều kiện sáng kém nha viền này, núm này, dây này rất là mới. Mẫu này là 1 triệu 650 nghìn và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì vừa rồi thì em có gửi đến cho cả nhà mình đó là các cái mẫu đồng hồ được đấu giá trực tiếp ở trên các trang Nhật thì mọi người có yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline của em đó là số 08 58 58 58 từ quý 2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận nhé dạ vâng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi hết video của em và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì có thể liên hệ uh, theo số mà em đã có ghi ở trên màn hình rồi dạ vâng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo nhé dạ vâng em cảm ơn mọi người ạ